Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank và Ngân hàng MUFG Nhật Bản phối hợp tổ chức chương trình Kết nối kinh doanh tại Việt Nam, một sự kiện thường niên dành cho các khách hàng quan trọng của Vietinbank và MUFG. Đây là sự kiện kết nối kinh doanh lớn nhất Đông Nam Á của MUFG và Vietinbank trong năm 2018. Do đó, khách hàng của hai bên rất kỳ vọng vào chương trình kết nối này. Hơn 50 gian hàng trở thành không gian kết nối gần 170 khách hàng của MUFG và Vietinbank đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Philippines và Việt Nam với 338 cuộc gặp gỡ tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Các gian hàng kết nối được phân theo 8 nhóm ngành: bán lẻ, siêu thị, phân phối, sợi và may mặc, bất động sản dân dụng, vật liệu xây dựng, trang phục và nhà hàng, thực phẩm chế biến, nông sản, thủy hải sản, chăm sóc y tế, du lịch và thiết bị điện, phụ tùng ô tô. Ngay tại đây, ngoài việc giới thiệu sức mạnh và tiềm năng của mình, các doanh nghiệp còn trực tiếp giới thiệu sản phẩm với đối tác để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh. Phản hồi nhanh từ nhiều khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank cho thấy, ngay sau sự kiện kết nối kinh doanh lần này đã có những thỏa thuận hợp tác ban đầu. Thậm chí một số khách hàng của MUFG sẽ triển khai những cuộc tiếp xúc, khảo sát trực tiếp nhà xưởng đối tác tại Việt Nam nhằm tiến tới hiện thực hóa cơ hội hợp tác ngay sau sự kiện. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo MUFG và Vietinbank cho biết sẽ tiếp tục hợp tác để tạo lập môi trường và tạo ra cơ hội cho khách hàng doanh nghiệp của cả hai bên. Không chỉ hợp tác kết nối giữa khách hàng hai bên mà còn thúc đẩy các hoạt động đầu tư và hỗ trợ các giải pháp tài chính cho khách hàng tham gia các sự kiện như thế này. Vietinbank cùng với MUFG Bank tạo ra cái môi trường để các doanh nghiệp có thể gặp gỡ nhau, trao đổi những cái cơ hội và thiết lập các cái quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư. Rồi trên cơ sở cái việc tổ chức những cái môi trường như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với nhau để mà hỗ trợ cho những cái giao dịch đó nó trở thành hiện thực. Chúng tôi rất tự hào được đóng góp vào thành công của sự kiện kết nối kinh doanh lần này. Đến nay chúng tôi đã tổ chức thành công khoảng 30.000 buổi trao đổi trong và ngoài nước. Chúng tôi rất tin tưởng rằng kết nối kinh doanh có thể hỗ trợ khách hàng mở rộng, đẩy mạnh hơn nữa công việc kinh doanh. Chúng tôi được biết có rất nhiều buổi làm việc đã dẫn tới ký kết hợp đồng thành công. Trong vòng 5 năm qua, Vietinbank và MUFG đã tổ chức thành công nhiều cuộc kết nối giao thương cho khách hàng tại Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Từ đây, đã có hàng nghìn cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài, đồng thời góp phần rất quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản. Điều này đã được cơ quan chức năng Việt Nam và Nhật Bản đánh giá cao. Chúng tôi đánh giá cao cái cách làm này và cái chương trình kết nối doanh nghiệp của hai ngân hàng đã thực hiện. Và tôi mong rằng cách làm này tiếp tục phát huy và nhân rộng để góp phần đưa được nhiều nhà đầu tư Nhật Bản về Việt Nam và góp phần nâng cấp được nhiều doanh nghiệp Việt Nam để có thể hợp tác được với doanh nghiệp Nhật Bản. Từ thành công của sự kiện kết nối kinh doanh lần này, Vietinbank tái khẳng định cam kết đồng hành, cung cấp cho doanh nghiệp các sản phẩm, dịch vụ tài chính chuyên nghiệp và hiệu quả. Đồng thời, Vietinbank còn nâng cao vai trò kết nối, tìm kiếm khách hàng và đối tác, giúp doanh nghiệp phát huy thế mạnh, vươn tầm trên thị trường quốc tế. Đây là sự hỗ trợ chỉ có thể có được từ ngân hàng uy tín và có hệ thống đối tác định chế tài chính, cơ sở khách hàng mạnh mẽ và giàu tiềm năng như Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.